Phát biểu về việc sử dụng khí độc sarin trong cuộc tấn công nhằm vào dân thường ngày 21 tháng 8 vừa qua tại Syria, Thủ tướng Nhật Bản cho biết vụ việc đã làm dấy lên sự bất bình trong dư luận Nhật Bản. Ông Shinzo Abe cam kết chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp những hỗ trợ và hợp tác lớn nhất có thể đối với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc xử lý các loại vũ khí hóa học của Syria, đồng thời kêu gọi đối thoại chính trị đối với những vấn đề cấp bách đang diễn ra tại Syria. Trong bài phát biểu, ông Abe cũng đề cập đến mối đe dọa từ việc phát triển vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên. Theo ông, đây là hành động không thể tha thứ. Chính quyền Bình Nhưỡng nên lắng nghe tiếng nói từ phía cộng đồng quốc tế, tránh những hành động đơn độc.